Lớp Người Thành Định xin kính chào toàn thể bà con ạ. Vâng, địa chỉ cửa hàng xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Bác nào cần mua và đặt hàng thì liên hệ trực tiếp đến số điện thoại 0973164668 hoặc 0388039136 nhá. Và hôm nay ngày mùng 8 tháng 7 em lên lô máy 11 con. Và hôm nay 11 con đa phần 11 con thì 8 con hàng hệ được các bác nhá. Và lô máy em báo giá đã bao ship toàn quốc ạ. Và phụ kiện kèm theo gồm có dao vuông, bát phát cước, dây đeo, típ mở buji và mở đầu dao, lục giác để vặn cái tay các bác nhá. Và hình thức bên em mua bán thì trước khi em gửi hàng, các bác cọc trước cho em có 50.000 thôi ạ. Các bác thông cảm cọc trước 50.000. Rồi ghi địa chỉ số điện thoại người nhận, em sẽ nhờ đơn vị Viettel Post ship đến tận nhà. Trước khi nhận và giao số tiền còn lại cho nhân viên giao hàng, được quyền kiểm tra máy, được quyền test nổ máy nhá. Và hôm nay là lô chữ V các bác nhá. Chữ V. Các bác chốt con nào thì các bác gọi điện về chốt đơn cho tôi chọn con V1 chẳng hạn. V1 ngày mùng 8 tháng 7. Vâng, V1 nhá là con Echo, V2 là con Robin 25cc, V3 là con Robin 25cc, V4 là con Maru 23cc, V5 Gen Watt 26cc, V6 Gen Watt 27cc. Vâng, V7 TL261, V8 Mitsubishi TL261, V9 Maru 32cc, V10 cũng Maruma 32cc, V11 một con Honda GX 25. 25 là 25cc đấy các bác nhá. Và em nhắc lại một lần nữa, giá đã bao ship toàn quốc nhá. Vâng, trước khi review từng con một thì em sẽ hướng dẫn cách sử dụng, cách pha nhớt các bác nhá. Lâu ngày không sử dụng, các bác bơm xăng ở đây này. Bơm xăng ở cái nút bơm này nhá. Rồi các bác đóng ne lên. Đó, cái này ne tự động ấy, thay vì như con này ấy, thì các bác gạt ne lên. Đó, còn cái con ne này tự động thì tôi hướng dẫn con này gì cho nó dễ em này. Đó, đóng ne lên, bơm xăng đóng ne lên. Giật nổ. Vâng, các bác lưu ý nó nổ rồi hoặc nó không chết hoặc nó chết rồi ấy. Nếu mà nó chết thì thả le xuống, mà nó còn nổ cũng thả le xuống. Rồi giật thêm cái nữa. Vâng, đó là lúc sáng ra hết xăng hoặc lâu ngày không sử dụng thì các bác bơm xăng đóng ne vậy nhá. Còn lúc nổ lại rồi nhẹ nhàng nó nổ thôi ạ. Cái con này lý do em không muốn hướng dẫn cách sử dụng tại vì con này nó sử dụng khác một tí, tại vì le tự động. Đó. Rồi con này là con V1 các bác nhá. V1 đến từ thương hiệu Echo. Con này 22cc, lòng của nó 33 ly ạ. Nó ở cái mức giá cỡ trung bình tiền ạ. Tay ga giữ công tắc nằm luôn trên tay. Xuống là tắt, lên là bật các bác nhá. Vâng, đồ bò rin ạ. Vâng, thương hiệu này em bán giá là 1.350.000 đồng. Giá đã bao ship và phụ kiện kèm theo nha các bác. Cái chế của cái dọc con này em đã thay rồi. Thay chế xịn sò cho các bác. Le tự động chế 2 kim. Đó, nên là các bác cái dòng chế này thì rất tiết kiệm xăng các bác nhá. Các bác không phải lăn tăn về vấn đề là chế rin hay chế nô đâu ạ. Thay cái này em phải mất tầm gần 200.000 nữa đó ạ. Và em vẫn bán giá là 1.350.000 đồng nhỉ. 1.350.000 đồng. Rồi nổ nó đi em. Rồi cứ nổ đi, chỉnh gắt. Chị hướng dẫn các bác sự. Vâng, con số V1 1.350.000 đồng nha các bác. Vâng, tiếp tới là con số V2 và V3. V2 và V3. Điện thoại này hôm nay nó, các bác thông cảm, nó cứ dừng lại sao ạ. Vâng, V2 và V3 đều đến từ thương hiệu Robin nhá. Cái thương hiệu này thì rất được ưa chuộng ở trong cái kênh nhà em, tại vì hôm nào em cứ lên là các bác chốt luôn ạ. Tại vì lý do là giá thành nó phải chăng. Thứ nhất là vậy, thứ hai nó nhẹ nhàng. Đó, đồ thay tháo nó dễ. Vâng, đây là một con Robin 25cc, lòng của nó là 34 ly các bác nhá. Nó sử dụng tum rời, các bác có thể gắn máy xịt thuốc.
tay ga giữ. Vâng, đầu bò rin. Vâng, 25cc ạ, 255 ạ. Vâng, các bác lựa chọn những cái thương hiệu vừa vừa túi tiền. Đó, xài ok, đồ thay tháo dễ ạ. Con này trục giật trợ lực nha các bác. Chế Wamoro, chế một kim. Vâng, rất ok. Hai lòng 34 ly đấy các bác nhá. Rồi, giật nổ đi em. Vâng, còn V2 tiếng máy rất chắc nha các bác, cực chắc luôn. Vâng, V2 1.750.000 đồng nha các bác. V3 cũng vậy ạ, nó có chữ Lativo nhưng mà thực tế nó vẫn là hãng của Robin nhá. Lativo là thương hiệu phân phối máy ạ. Vâng, nó vẫn là một con Robin, hai con Robin này. À, con này thì mất mát rồi. Đó. Tum rơi. Máy tương đối sáng nha các bác, sáng từng con ốc này. Đó. Con này cực mới luôn các bác nhá. Tay ga giữ. Công tác nằm trên tay này. Vâng, đầu bò rim ngực, đầu bò ngực chống cuốn cò. Thương hiệu này em cũng bán giá là 1.750.000 đồng nha các bác. Vâng, bồ nó sáng nguyên các bạn. Con này cực mới luôn ạ. Gần như chưa sử dụng đáng bao nhiêu. Rồi đổ đi em. Vâng, tiếng máy của em này còn rất chắc các bác nhá, kể cả hơi hám cũng vậy ạ, còn rất chắc. Vâng, con V3, thương hiệu V3, đến từ thương hiệu Robin do Lativo phân phối. Em bán giá là 1.750.000 đồng nha các bác. Vâng, tiếp tới là con số V4, thương hiệu Maruyama, 23cc, lòng 32 ly, sử dụng chế Wamoro, chế 2 kim. Ở những thương hiệu này thì lốc máy đều dập made Japan hết các bác nhá. Đặc biệt hơn, con này là sử dụng tum rời. Cái điện thoại mình cứ thỉnh thoảng nó ngắt tí em ạ. Đó, rất ok nhá. Tay ga giữ. Vâng, đầu bò chống cuốn cỏ. Và thương hiệu này em sẽ bán giá là 1.650.000 đồng nhá. Giá đã bao ship và phụ kiện kèm theo ạ. Rồi, nổ ra đi em. Vâng, con V4, 1.650.000 đồng nha các bác. Tuyên này lấy cho anh cái cục sạc, cái này yếu pin này đâu nó cứ mất bất hình đi em ơi. Vâng, tiếp tới là con số V5 nha các bác, đến từ thương hiệu GenWatt. Vâng, con này 26cc, lòng 34 ly, sử dụng chế như kiểu chế cưa các bác này. Đó, cái dòng chế này thì nó ổn định lắm ạ. Nó có hai ốc chỉnh ở dưới này. Đó, xăng gió ở dưới đây, ốc găng ti, ne. Bật lên là đóng này, mở. Và con này là tum liền. Đó. Tay ga hộp, hộp này là bóp vào đây và ga ở đây. Đó, máy rất ok các bác nhá. Vâng, thương hiệu này em sẽ bán giá là 1.550.000 đồng nhá. Giá đã bao ship và phụ kiện kèm theo ạ. Và các bác nổ đấy ạ. Các bác thích sử dụng những cái thương hiệu mà vừa túi tiền. Đó, thì các bác sử dụng những thương hiệu này rất ok. Những cái thương hiệu này là người ta sử dụng trợ lực bằng lò xo nên cực kỳ dễ nổ nha các bác. Thấy có thể thợ nhâm nổ này, nhích một tí thôi, nhích một tí thôi, một vòng tua nhỏ thôi, kéo dây lên và nhích một vòng tua nhỏ thôi. Đó, có vậy là nổ thôi các bác nhá. Một con đời cao ạ, và giá chỉ 1.550.000 đồng thôi các bác nhá. Vâng, tiếp tới là con số V6, cũng là nó đấy, nhưng mà con này GenWatt 27cc, có vẫn lòng 34 ly. Con này sử dụng chế Wamoro, chế ngang nhá, và chế hai họng xăng. Đó, rất ok. Cũng chế Wamoro đấy ạ.
Con này thì kim chỉnh ở đây các bác này. Kim chỉnh ở đây này. Các bác muốn chỉnh thì các bác phải kiếm một cái rũa nhỏ 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 ấy, thì các bác mới chỉnh được cái ở đây và chỉnh được kim ở đây nhá. Và con này tum cũng tum liền nhưng mà tum nhôm nhá. Con này tum nhôm. Tay ga giữ. Vâng. Đầu bò chắn cỏ đều rin hết cho các bác. Và thương hiệu này em sẽ bán giá là 1.700.000 đồng nhá. Và các bác mua nhà em thì các bác không bao giờ sợ bị hớ về giá cả. Tiền nào vải đó, em sẽ căn kê từng con máy, sức khỏe của từng con máy. Đó. Để em bán đồ đồ đi em. Con này cũng trợ lực bằng lò xo nha các bác, trợ lực bằng lò xo nên là giật rất dễ đổ, ăn ít xăng. Các bác có thể phát cước hai con này. Đó, chỉ có 1.700.000 đồng thôi. Vâng, tiếp tới là con số V7 và V8 các bác nhá. Hai con này thì hôm nay hai con này đẹp xuất sắc rồi các bác ạ. Nói thật với các bác là hai con này bác nào nhanh tay thì mới chốt kịp thôi, chứ còn đa phần những cái thương hiệu này là nói chung là về Việt Nam là nó cũng không có nhiều. Không phải là không có nhiều mà rất nhiều họ người hỏi mua lên là cái số lượng nó không đủ cung cấp cho nhiều bác. Tại vì các bác cứ thích 261 mà nhất là những hai con 261 đẹp như vậy ạ. Con số V7 là một con 261 chế Gomoro, trục giật không trợ lực. Và những cái dòng này, thương hiệu này thì đều lốc máy đều dập máy Japan hết các bác nhá. Đó, tum rơi. Vâng, con này tay ga giữ. Vâng, đầu bò rin nhá. Và con V7 này em sẽ bán giá là 2.400.000 đồng nha các bác. Vâng, cực đẹp luôn ạ. Con này cực đẹp luôn. Đó, cực đẹp luôn. Bồ sáng nguyên các bác này. Rồi lổ đi em. Vâng, V7 giá 2.400.000 đồng nha các bác. V8 giá 2.500.000 đồng. Đó, con V8 với V7 là sao, nó chênh nhau 100.000. Nói thật với các bác, hai con nó như nhau thôi. Độ bền hay là công suất máy nó như nhau thôi. Chỉ vì các bác cứ thích con này, con trợ lực này, le tay đỏ lên tự khắc đắt hơn 100.000 đấy nha các bác. Đó, rất ok. Cũng tum rơi. Tay ga giữ. Vâng, rất ok. Máy rất ok nha các bác. Và thương hiệu này em sẽ bán giá là 2.500.000 đồng nhá. Đó. Còn để mà thật tình mà nói á, hai con này máy móc như nhau thôi, độ bền như nhau mà hiện tại là cái phần trăm của nó cũng như nhau thôi. Đó, vì các bác thích trợ lực nên là tự khắc đắt hơn 100.000. Đó, và cái thương hiệu này thì cũng không có nhiều đâu các bác ạ. Nhà em chắc lấy một nô 100 con về may chắc được 5 con như thế vậy thôi ạ. Còn con này thì cũng rất ok nhá. Mới lắm ạ. Rồi đổ đi em. Trục giật trợ lực le tay đó. Ok các bác nhá. Vâng, V8 giá 2.500.000 đồng nha các bác. Giá đã bao ship và phụ kiện kèm theo ạ. Các bác thích công suất nó nhỉnh hơn một tí, các bác có thể xài công việc ví dụ phát khoán hoặc là rẫy vườn nhà mình nhiều, thì các bác có thể chọn những con V9 và V10 các bác nhá. V9 và V10 đều đến từ thương hiệu Marujangma, 32cc, lòng của nó là 38 ly ạ. Sử dụng chế Gomoro chế một kim. Những cái thương hiệu này thì lốc máy đều dập Made Japan hết các bác nhá. Và tum rơi. Tum rơi. Vâng, tay ga giữ. Vâng, đầu bò rim nhá. Vâng, máy rất ok, máy tương đối sáng. À, có một tí lứt ở đây nhá. Một tí thôi ạ, không đáng kể, không ảnh hưởng gì hết. Và thương hiệu này sẽ bán giá là 2.400.000 đồng nhá. Thôi lổ đi. Đó, các bác nghe, giật lại cho bác nghe hơi máy này. Đó, rất cứng nhỉ. Vâng, các bác thích công suất lớn thì chọn lựa những con này, nó khỏe.
Và những con này công suất lớn mà đều cần 24 hết chứ các bác nhá. Tại vì em có 1-2 ca là về là các bác bảo sao nó cần nhỏ thế. Máy bãi cần đa phần là cần 24 thôi. Lâu lâu có những con đời sâu sâu đời hoặc đời trung đời ở lên ấy, nó mới có cần 26 thôi. Những cái thương hiệu này ấy, các bác cứ hỏi em là có gắn vào cái sới cỏ được không. Cái sới cỏ đa phần nó cần 26, 28 mới ráp được nhá. Các bác thích ráp vào những con này thì các bác phải độ chế thì mới ráp được nhá. Vâng, con số V10 cũng đến từ thương hiệu Marujama, 32cc lòng 38 ly. Đó, lốc máy cũng dập mây Japan, sử dụng chế 2 kim chế qua 1 rô. Tum rơi, công tắc trên này nè. Tay ga giữ. Vâng, đầu bò rin hết kích các bác. Và thương hiệu này sẽ bán giá là 2.450.000 đồng. Đó, con này thì hơn con kia thì trục giật trợ lực nhá. Trục giật trợ lực thì cũng có bác thích, có bác không thích. Bác nào xài trục giật trợ lực rồi thì chưa chắc đã thích đâu ạ. Em phân tích về vấn đề trục trợ lực và không trợ lực nhá. Trợ lực sử dụng máy dễ nổ hơn, nhưng mà ngược lại dễ hỏng cái bộ giật này hơn nhá. Đó, biết cách giật thì nó cũng không dễ, cũng bền đấy ạ. Đấy các bác, những cái dừng thương hiệu này các bác chỉ kéo lên này. Đó, trục giật trợ lực các bác kéo nhẹ nhàng lên thôi. Rồi thả xuống. Ra nó nổ. Rồi ra đi. Đó, các bác nhìn này, kéo lên, thả xuống. Đó là các bác chỉ làm như vậy thì gần như không bao giờ nó hỏng. Còn các bác cứ giật rầm phát một là nó cứ giật như kiểu như cái trục giật bình thường là nó dễ hỏng lắm nhá. Vâng, con số V10 em bán giá 2.450.000 đồng nhá. Giá đã bao ship và phụ kiện kèm theo ạ. Và cuối cùng là con số V11 ạ. Con này đến từ thương hiệu GX25. Vâng, một con máy 4 thì các bác nhá. Xăng riêng, nhớt riêng, chạy như xe máy của mình nhá. Made in Japan. Vâng, để phân biệt hàng nhái hàng thật ấy, lốc máy có dập chữ Honda dập nổi nhá. GX25, mã số seri. Đó, con này thì tương đối sáng ạ. Bình xăng sáng, cái gì cũng sáng. Con này sử dụng tum rời nhá, có thể gắn vào máy xịt thuốc. Đó, tay ga giữ hộp. Đầu bò ngược chống cuốn cỏ. Vâng, 2.700.000 đồng. Các bác thích sử dụng dòng 4 thì dễ, cũng không phải dễ sử dụng hơn đâu ạ. Chẳng qua là dễ cái pha nhớt hơn thôi ạ. Và cái nhược điểm của con này thì chắc chắn là các bác phải đeo nặng hơn con 2 thì. Đó, ngày nào em cũng phân tích cho các bác để các bác dễ dàng lựa chọn tùy theo công việc, tùy theo sức khỏe của mình nữa. Tuy 25cc mà thằng 2 thì nó chắc chắn nó sẽ nặng nhẹ hơn 1kg so với dòng 4 thì nhá. Ưu điểm của thằng 4 thì này thì dễ lổ. Nói chung cái giá tiền 2.700.000 thì chắc chắn là phải ngon rồi. Tiền nào phải đó, không phải bàn cãi gì. Cái giá tiền nó gần đắt gấp đôi cái con một con bình thường cơ mà. Vâng, xăng riêng nhất riêng, rất ok nhá. Cực sáng luôn. Rồi nổ luôn đi em. Vâng, rất nhạy nổ nha các bác. Vâng, em vừa báo giá cho bà con nô máy 11 con ạ. Em nhắc lại, giá đã bao ship toàn quốc rồi nhá. Và phụ kiện kèm theo gồm có dao vuông, bát phát cước, dây đeo, típ mở buji và mở đầu dao. Và bác nào chưa thích con nào ở lô này thì các bác có thể đăng ký kênh để chờ video ngày mai hoặc là ngày mốt, hầu như ngày nào em cũng lên video thôi ạ. Hoặc là gọi điện trực tiếp đến số điện thoại 0973164668 hoặc 0388039136 nhá. Vâng, em xin kết thúc video tại đây ạ. Xin cảm ơn bà con đã xem video ạ.